Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Amazon Việt Nam. Thì trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về tương lai của việc kinh doanh trên Amazon cũng như là xu hướng kinh doanh trên Amazon trong năm 2021. Thì lúc này thì hôm nay thì có rất là nhiều những bạn đã nhắn tin trên Facebook, trên Zalo và cả trên kênh YouTube hỏi tôi về cái hình thức dropship Amazon từ Trung Quốc hay gọi từ AliExpress sang bên Trung Quốc, sang bên Mỹ thì có ảnh hưởng nhiều không? Và hiện nay có làm được không, hay là hiện tại thì sang năm có làm được hay không, thì các bạn nên theo dõi cái video ngày hôm nay để hiểu thêm về cái xu hướng chuyển giao giữa hai nền kinh tế cũng như là xu hướng chuyển giao cái hoạt động kinh doanh dropship Amazon hiện tại và sang năm nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì như các bạn đã thấy thì cái việc kinh doanh trên Amazon trong năm 2020 hiện nay đã ra có rất nhiều khó khăn rồi, thì trong năm tương lai, trong năm 2021 thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ở Trung Quốc và ở Mỹ. Bởi vì hiện hiện tại Mỹ và Trung Quốc nó rất căng thẳng về thương mại điện tử. Thì lúc này những người ở Việt Nam chúng ta làm dropship trên Amazon ấy, như tôi hay là như những cái bạn đang xem clip ngày hôm nay ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải biết và chú ý đến những cái điều gì để các bạn khi mà các bạn kinh doanh trên Amazon để tránh bị ảnh hưởng. Bởi vì có những cái hệ lụy sau khi mà hai nước nó chiến tranh thương mại điện tử thì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Thì đầu tiên đó là gì ạ? Trung Quốc và Mỹ đã chặn thương mại của nhau. Thì như các bạn đã biết thì Mỹ đánh thuế rất nặng lên Trung Quốc và hạn chế cái việc bán hàng của các công ty Trung Quốc tại Mỹ. Và Mỹ thì yêu cầu các công ty Trung Quốc tại Mỹ phải gì ạ? Phải bán lại cho Mỹ hoặc là gì? Hoặc là không được kinh doanh trên đất Mỹ nữa, phải rút ra khỏi Mỹ. Thì những cái hoạt động giao thương của Mỹ và Trung Quốc thì đã bị đình trệ nặng nề sau cái gì ạ? Sau cái việc đánh thuế, áp thuế lên thương mại của Mỹ, của Trung Quốc. Thì trong đó có một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là gì ạ? Mỹ nó đã rút ra khỏi UBU. Thì cái điều này sẽ xảy ra hai cái hệ lụy. Hệ lụy đầu tiên đó là gì ạ? Cước phí vận chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ sẽ tăng lên. Thứ hai đó là gì ạ? Thời gian vận chuyển hàng từ Trung Quốc đến Mỹ cũng sẽ tăng lên. Thì như các bạn đã biết thì làm dropship trên Amazon ấy, thì Amazon nó quy định thời gian giao hàng của dropship là từ 14 đến 28 ngày. Tức là gì ạ? Tức là thời gian khách đặt mua hàng cho đến lúc nhận được hàng thì 14 đến 28 ngày chính là cái thời điểm mà sẽ phải giao hàng cho khách. Nhưng mà nếu mà các bạn mua hàng ở đơn vị vận chuyển ở Trung Quốc thì thời gian giao hàng sẽ có thể lên đến 30 ngày. Thì điều này sẽ ảnh hưởng như nào ạ? Sẽ tác động như nào đến... Thì điều này sẽ tác động đến cái thời gian giao hàng cho khách hàng sẽ bị làm sao ạ? Sẽ bị chậm trễ. Thì trước đây thì thời gian mà chúng ta đặt cái handle time, tức là chúng ta đặt cái thời gian xử lý đơn hàng ở trên Amazon ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm 3 đến 5 ngày. Nó sẽ chỉ trong khoảng 14 đến 28 ngày thôi. 3 đến 5 ngày là có mã check-in để chúng ta điền cái mã check-in vào đơn hàng trên Amazon, đúng không ạ? Tuy nhiên thì hiện nay để mà nó kịp cái thời gian giao hàng cho khách ấy, thì chúng ta phải để cái thời gian handling time nó phải lên đến từ 7 đến 10 ngày. Đúng ạ. Thì cái thời gian xử lý đơn hàng tăng lên như này thì nó mới đủ cái thời gian xử lý đơn hàng để giao hàng cho khách, nó không ảnh hưởng đến cái quá trình xử lý đơn hàng. Thì điều thứ hai đó là nó sẽ ảnh hưởng do dịch điều thứ hai là nó ảnh hưởng do dịch Covid-19, nó tác động đến cái dropship của chúng ta. Thì cái dịch Covid-19 ấy nó đã tác động mạnh lên nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc, khiến hai cái nền kinh tế lớn nhất thế giới này nó đều thay đổi. Và người dân thì nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch, cho nên là người dân người ta không có tiền, người ta nghèo hơn, người ta mua sắm không nhiều bằng cái gì trước khi có dịch, quan tâm ít hơn, mua sắm ít hơn, rồi quan tâm đến những cái mặt hàng mà ví dụ như mặt hàng tiêu dùng này, hay mặt hàng dành cho y tế, mặt hàng về khẩu trang, về mặt hàng về những cái sản phẩm về thiết thực y tế. Và điều đó thì dẫn đến một việc là chúng ta phải tìm lại được các xu thế, các chúng ta phải xử lý được những cái vấn đề này. Bởi vì sao? Thì thứ ba đó là gì ạ? Nhà cung cấp ở Trung Quốc thì nó bị khó khăn trong những cái việc cấp giấy phép chuyển hàng từ Trung Quốc vào Mỹ. Thì lúc này các bạn đã theo dõi những cái video của mình trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm nay, thì các bạn có thể nhìn vào mà đánh giá lại cái tính hiệu quả cũng như là cái định hướng kinh doanh của chúng ta trong năm tiếp theo. Thì lúc này thì cái việc kinh doanh trên môi trường Internet ấy, hay còn gọi là MMO ấy, Make Money Online, thì nó sẽ phải thay đổi. Nó sẽ phải theo một cái hướng mới, thực hiện một cái quy trình kinh doanh nó sẽ phải khác đi thì nó mới hiệu quả. Thì cách đây 3 năm hay là thậm chí là chỉ 2 năm hoặc 1 năm thôi, 2 năm thôi,
thì cái việc kinh doanh làm từ dropship từ Trung Quốc sang Mỹ thì chúng ta sẽ thực hiện một việc là làm drop từ Trung Quốc sang Mỹ, thì chúng ta sẽ tận dụng được rất là nhiều những cái lợi thế, những cái ưu điểm, những cái lợi thế từ Trung Quốc. Thứ nhất đó là gì ạ? Thứ nhất đó là hàng hóa của nó rất là rẻ. Thứ hai đó là cái thời gian ship hàng nó nhanh, khá là nhanh. Và chi phí vận chuyển của nó rất là rẻ. Thì khoảng 3 năm trước thì chi phí vận chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ thì nó rất là rẻ, nó chỉ tầm 0,5 đến 1 đến 2 đô là cùng thôi. Nhưng hiện nay thì làm sao ạ? Hiện nay thì cái giá ship nó đã đẩy lên rất là nhiều. Thì bây giờ cái câu chuyện này nó không còn được như trước nữa. Và kèm theo đấy nó là một cái việc nữa là người Mỹ bắt đầu nó sợ hàng Trung Quốc. Thì người Việt Nam mình thì lúc này thì sẽ nhận thấy một cái điều, đó là nếu mà chúng ta bán hàng mà có kho hàng tại Mỹ ấy, thì cái việc hỗ trợ vận chuyển từ Mỹ lúc này nó sẽ dễ dàng kinh doanh hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Cho nên cái xu hướng này, cái xu hướng kinh doanh năm 2021 thì kinh doanh dropship nó chắc chắn nó sẽ phải thay đổi để mà nó gì ạ? Nó đổi mới, nó chuyển mình để nó mang lại những cái hiệu quả, giá trị kinh tế cao hơn cho chúng ta thay vì những cái phương thức cũ. Thì mình sẽ nói về dropship trước nhé. Thì cái xu hướng kinh doanh năm 2021 về dropship trước nó sẽ thay đổi như thế nào? Thì drop sẽ, mình nghĩ là drop nó sẽ chuyển hàng từ, nó sẽ lúc này nó sẽ không chuyển hàng từ Ali nữa, mà lúc này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chuyển hàng từ các nhà cung cấp mà có kho tại Mỹ, hay kể cả là AliExpress cũng được. Tuy nhiên thì AliExpress thì các bạn có thể để ý là sẽ có một số nhà cung cấp ở Ali có kho hàng ở bên Trung Quốc và có kho hàng ở cả bên Mỹ. Thì các bạn có thể lấy được những cái nhà cung cấp này. Ví dụ như một cái sản phẩm này ở bên Ali nhé, các bạn để ý này. Những cái sản phẩm bên Ali này, giá ship của nó nhé. Mọi người nhìn này, giá ship nếu mà ship từ Trung Quốc đi sang gì ạ? Sang Mỹ thì cái gói gói ship của nó là gói Epic Kit thì nó lại là free ship đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái thời gian giao hàng của nó rất là dài, rất là lâu, đến đây này. Cái thời gian giao hàng dự kiến của nó có thể là ngày mùng 4 tháng 10 cơ, tức là nó phải lên đến tầm gần 2 tháng mới giao được hàng cho khách. Tuy nhiên thì các bạn có thể để ý là ở đây nó có một cái kho hàng ở bên Mỹ. Cái sản phẩm này, cái nhà cung cấp này nó có một kho hàng ở bên Mỹ và chúng ta có thể gì ạ? Ship hàng trực tiếp cái sản phẩm này cho khách từ kho hàng bên Mỹ thông qua gì ạ? Gói thông ạ? Gói vận chuyển là gì ạ? Seller Shipping Methods hay là gói USPS. Tuy nhiên thì cái giá vận chuyển nó cao hơn. Thì nó có một cái lợi thế là gì ạ? Cái thời gian giao hàng của nó nhanh hơn thôi. Đấy, thì chúng ta phải đánh đổi bằng cách là chúng ta có thể giao hàng trực tiếp từ kho của nhà cung cấp ở bên Mỹ. Được chưa? Thì ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện chuyển hàng từ các nhà cung cấp có kho ở Mỹ. Thì các nhà cung cấp này có thể là thằng Ali này đi, có thể là thằng Ali, thằng người Trung Quốc, cũng có thể là người Việt mình ở bên Mỹ, hay là người Mỹ, có thể là người Mỹ hoặc là bất kỳ một cái quốc gia nào đấy mà có kho hàng ở bên Mỹ. Thì việc của chúng ta sẽ là kinh doanh và bán gì ạ? Bán các sản phẩm mà đã nằm trên đất nước Mỹ rồi. Và chúng ta sẽ vẫn không phải nhập hàng, vẫn không phải ship hàng, và chúng ta sẽ kết hợp kinh doanh với các nhà cung cấp đấy. Thì cái mô hình này, thì hiện nay thì nói chung là rất là nhiều doanh nghiệp ở Mỹ nó hỗ trợ, như kiểu gì ạ? Như ở Doba hay là Sehu vân vân, rất nhiều những cái cậu doanh nghiệp ở Mỹ nó hỗ trợ mình thực hiện cái việc này. Chúng ta có thể lên trang, tôi sẽ để đường link ở dưới video. Cho nên thì chúng ta thấy cái xu hướng kinh doanh trong năm 2021 ở trên Amazon ấy, hay các hệ thống platform thương mại điện tử khác ở trên đất Mỹ sẽ thay đổi và sẽ chuyển chuyển giao thành gì ạ? Thành các nhà cung cấp, tìm các nhà cung cấp và làm dropship ở bên các nhà cung cấp có kho ở Mỹ. Thì điều này sẽ giúp chúng ta xử lý đơn hàng sẽ không mất nhiều thời gian như trước nữa. Thay vào đó thì cái thời gian xử lý đơn hàng nó nhanh thì gì ạ? Thì cái tiền mà chúng ta thu được sẽ nhanh hơn, bởi vì khi khách hàng nhận được hàng thì chúng ta thì các trang thương mại điện tử nó sẽ trả lại tiền cho mình đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mất không mất nhiều thời gian xử lý đơn hàng nữa, chúng ta sẽ thu được tiền nhanh hơn và chúng ta sẽ chỉ mất đến 5 đến 7 ngày là chúng ta có thể gì ạ? Xoay vòng vốn tiền rồi. Thì trong khi đấy thì cái thời gian xử lý dropship từ Trung Quốc sang Mỹ thì nó có thể lên đến tầm 30 ngày. Rất là lâu. Thì cái xu hướng dropship nó sẽ thay đổi như thế. Còn FBA thì sao ạ? FBA Amazon cũng chắc chắn sẽ thay đổi nha các bạn nhé. FBA Amazon cũng chắc chắn sẽ thay đổi. Bởi vì sao? Nếu mà làm FBA thì như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu phần trăm phí phí bán hàng FBA ạ? FBA thì chúng ta sẽ mất 15% phí bán hàng. 15% phí bán hàng, hay còn gọi là phí bán trên mỗi một đơn hàng, mỗi một sản phẩm
đúng chưa ạ? Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là phí gì ạ? 6 đến 20% phí giới thiệu. Thứ ba là gì? Thứ ba là phí gì ạ? Thứ ba là tiền vận chuyển, đúng không ạ? Tiền vận chuyển FBA ở trong kho Amazon thì full fill của Amazon là FBA. Tiếp đến gì ạ? Tiền thuế là 10%. 10%. Rồi gì nữa? Tiền gì nữa? Tiền phí lưu kho hay còn gọi là tiền thuê gì ạ? Tiền thuê gian hàng bên Amazon, đúng không ạ? Hay còn gọi là phí lưu kho đấy. Đúng chưa ạ? Rồi thuế phí gì nữa? Đó là tiền tiền thuế bang, vẫn còn tiền thuế bang nữa. Tiền thuế bang là gì ạ? 1 đến 3%. Là 1 đến 3% tùy bang nha các bạn nhé. Đó thì tất cả những cái tính tổng lại các chi phí mà các bạn có thể mất từ tất cả khi mà các bạn làm FBA ấy, thì các bạn phải mất đến từ 50 đến 60%. 50 đến 60% giá trị đơn hàng. Nếu mà các bạn gì ạ? Nếu các bạn làm FBA thời điểm hiện tại hay là thời điểm trong tương lai thì các bạn phải mất đến 50 đến 60% giá trị đơn hàng khi mà các bạn bán hàng qua Amazon. Thì với việc một sản phẩm chúng ta bán mà lại mất đến 50 đến 60% giá trị đơn hàng thì cái biên lợi lợi nhuận chắc chắn nó sẽ rất là mỏng. Thì cho nên cái xu hướng năm 2021 đó là việc thuê kho ngoài và cái việc và cái dịch vụ full fill ấy, hay còn gọi là ship hàng hộ ở bên ngoài ấy. Thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy một việc là những người khi mà tiến hành làm kinh doanh với Amazon ấy, thì lúc này người ta sẽ làm gì ạ? Người ta sẽ họ có rất là nhiều hàng hóa và họ chỉ thiếu một cái, đó là họ thiếu chỗ để hàng và thiếu cái người vận chuyển hàng cho họ thôi. Cho nên là cái năm 2021 ấy, thì rất là nhiều công ty xây dựng kho hàng của họ bên ngoài, hay là họ cho thuê cũng như là cung cấp cái dịch vụ full fill để làm sao cho khách hàng chuyển những cái hàng hóa của họ ra ngoài và họ sẽ ship hàng tận nơi cho khách. Thì các bạn có thể thấy là cái chi phí mà thuê kho rồi phí ship rồi phí đóng gói lúc này nó sẽ rất là rẻ. Hay là khi mà các bạn thuê kho ngoài ấy, thì các bạn sẽ chỉ mất chi phí gì ạ? Thứ nhất là phí thuê kho này, phí ship này, phí đóng gói sản phẩm. Thì lúc này thì các bạn sẽ chỉ mất tầm từ 8 đến 15% cái giá trị đơn hàng thôi. Thì so với việc mất khoảng 60%, 55 đến 60% cái giá trị của đơn hàng thì chúng ta sẽ tiết kiệm được đến 40% đơn hàng. Thì chúng ta có thể chi thêm cho quảng cáo về Google, Facebook, Instagram, Twitter hay là tất cả các trang thương mại điện tử khác ở Mỹ từ 10 đến 15% thì chúng ta vẫn có thể tiết kiệm được từ 25 đến 30%, đúng không ạ? Và khi chúng ta bán hàng với dịch vụ full fill bên ngoài thì chúng ta có thể bán được bất kỳ một sản phẩm nào mà luật pháp ở Mỹ nó không cấm, nó cấm. Chúng ta không bị chơi đểu này, chúng ta bán trên trang thương mại điện tử thì chúng ta không bị chơi sao xấu này, đúng không ạ? Chúng ta không bị những cái thứ khác khi mà chơi ở trên Amazon. Thì nếu ai có ý định đang muốn kinh doanh thương mại điện tử ở Mỹ thời điểm hiện tại hay là thời điểm năm 2021-2022 thì tôi nghĩ đây là cái clip mà các bạn nên xem để hiểu được cái xu hướng của nó sẽ chuyển giao như thế nào khi mà chúng ta kinh doanh thương mại điện tử ở Mỹ. Chúng ta sẽ xử lý và biết được cái phần này cũng như là trong thời gian tương lai thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống full fill ở bên ngoài. Thì sau hơn 5 năm làm kinh doanh ở trên Amazon thì tôi đã nhìn thấy một việc, đó là chúng tôi không kinh doanh với một hệ thống mà liên tục bị giữ tiền, hay là kinh doanh với một hệ thống gì ạ, bán hàng mà rất dễ bị đối thủ bắt trước, hay là dễ bị người ta phát hiện thông qua các phần mềm, ví dụ như kiểu những cái phần mềm mà người ta thống kê được sản phẩm hay thống kê được doanh số, ví dụ như Jungle Scout hay là Helium 10. Thì việc thuê kho ngoài thì giúp chúng ta phát triển được những cái định hướng mà chúng ta triển khai, hay là chúng ta có thể chúng ta vẫn có thể bán hàng ở trên Amazon và chúng ta vẫn có thể bán hàng ở bên ngoài. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay tôi có thể thấy là bán hàng ở bên ngoài thì sẽ giúp chúng ta có thể tồn tại được tốt hơn, hay là chúng ta có cái lợi thế cạnh tranh hơn so với cái đối thủ, hay là chúng ta sẽ có tránh những cái trường hợp là gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái mặt hàng mà đối thủ với chúng ta y xì nhau, để từ đó thì chúng ta xây dựng được những cái sản phẩm mang thương hiệu của chúng ta mà nó lâu dài đấy, ở trên đất Mỹ. Thì đây chính xác là cái xu hướng kinh doanh trên Amazon trong năm 2021 hay là trong tương lai. Thì hiện nay thì làm dropship trên Ali vẫn làm được, không phải không làm được, vẫn làm được. Tuy nhiên là sao ạ? Tuy nhiên thì nó đã bị ảnh hưởng cũng khá nhiều bởi vì
đại dịch cũng như là vì chiến tranh thương mại điện tử giữa hai nước Việt Nam à, giữa Mỹ và Trung Quốc, thì cái xu hướng kinh doanh này tôi nghĩ là các bạn sẽ nên tham khảo, nên làm trong năm trong tương lai để làm gì đạt được những hiệu quả nhất định trong cái quá trình kinh doanh thương mại điện tử của các bạn ở trên đất Mỹ. Thì hôm nay tôi xin dừng video ở đây. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn cho một lượt like, một lượt đăng ký kênh và share video này nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.